Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bịt lỗ hổng dừng đại án Vạn Thịnh Phát, Tổng Trọng sẽ trảm hai lãnh đạo cấp cao là ai đây? Vụ án Vạn Thịnh Phát cùng với bà chủ Trương Mỹ Lan dường như thực sự chìm xuồng do đồn đoán. Truyền thông nhà nước cũng đã đồng loạt không đưa tin theo lệnh của cấp trên. Việc bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát có thể nuốt trôi những khoản tiền khổng lồ lên đến hàng trăm ngàn tỷ đồng, tương đương với hàng chục tỷ đô la. Rõ ràng không chỉ nhờ ngân hàng SCB đấm mõm cho các quan chức của đoàn thanh tra liên ngành của chính phủ, mà còn có các quan chức cấp cao hơn, rất lớn, dính líu thành cái ô chè. Trong đoàn thanh tra, kẻ ngoạm miếng to nhất là bà Đỗ Thị Nhàn, cục trưởng cục thanh tra ngân hàng nhà nước, nhận hối lộ lên tới 5,2 triệu đô la. Các quan chức thanh tra của ngân hàng nhà nước đã đưa ra các báo cáo không trung thực để giúp đỡ ngân hàng SCB che đậy các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, là cách bánh ít ném đi, bánh quy hồi lại. Ông Tổng Bí thư già nua của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ngồi tới 3 nhiệm kỳ. Điều khiến người ta ngạc nhiên là sau hơn một năm kể từ khi bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố bắt tạm giam, song cho đến nay không có thông tin bất kỳ nào về viên chức cấp cao trong bộ máy chính phủ, kể cả ngân hàng nhà nước bị cách chức hay truy tố. Đây là câu hỏi mà dư luận đặt ra. Phải chăng bà Trương Mỹ Lan có thể tự làm một mình hay còn có cái ô rất lớn ở bên trên? Theo giới phân tích, cơ quan phòng chống tham nhũng và tiêu cực của Việt Nam do ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu đã không dám cho mở tung cái hũ mắm có tên là Vạn Thịnh Phát của bà trùm Trương Mỹ Lan, vì nó liên quan đến một lô, một lốc những dây mờ, rễ má trong toàn bộ hệ thống quan chức cấp cao của bộ máy chính quyền từ những năm 1992 cho đến nay mà bà Lan bị khởi tố bắt giam. Bới ra là chết cả nũ. Trong khi đó, giới thạo tin đã đưa ra các nhận định cho rằng liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát sắp tới sẽ có thay đổi nhân sự cấp cao có dính líu vào đầu năm 2024. Theo tờ báo Việt Nam Thời báo vào ngày 2 tháng 12 có bài bình luận với tựa đề đầu năm 2024 Việt Nam sẽ có thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, vào ngày 17 tháng 1 năm 2023, một hội nghị bất thường của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 được tổ chức để xem xét nguyện vọng thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó một ngày, vào ngày 18 tháng 1 năm 2023, Quốc hội cũng họp phiên bất thường và đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2026, đồng thời cho thôi chức trách đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Vẫn theo Việt Nam Thời báo, tại cuộc họp báo hôm 29 tháng 11, công bố kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Tổng thư ký Quốc hội ông Bùi Văn Cường cho biết, hiện nay các cơ quan đang báo cáo các cấp có thẩm quyền để có thể thêm kỳ họp bất thường vào đầu tháng 1 năm 2024. Thông tin này khiến cho phân tích không thể không nhắc đến hai cái tên đang nằm trong nghi vấn sẽ bị trảm kỳ họp bất thường tới đây tháng 1 năm 2024. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bà Nguyễn Thị Hồng. Đó là đương kim Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, đại biểu Quốc hội khóa 15 và ông Lê Minh Hưng, người tiền nhiệm của đương kim Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. Ông Lê Minh Hưng là đương kim Chánh văn phòng Trung ương Đảng, là cánh tay phải của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là người có 4 năm và 217 ngày làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020. Ông Lê Minh Hưng được cho là có sai phạm liên quan đến việc quản lý thời kỳ là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, góp phần giúp cho bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát có thể thực hiện các hành vi phạm pháp kéo dài. Bà Nguyễn Thị Hồng được cho là có liên quan trong vụ Vạn Thịnh Phát và chính sách siết chặt tín dụng của bà bị quy kết đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế. Những chính sách đó diễn ra sau khi có nghi vấn và vấn đề về sai phạm nghiêm trọng của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan. Ông cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chánh văn phòng Trung ương Đảng hiện nay, Lê Minh Hưng. Có những nguồn tin thẳng khẳng định rằng Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu dừng điều tra mở rộng, thậm chí đóng hồ sơ của đại án Vạn Thịnh Phát, cho dù vụ án lừa đảo này có mức độ thiệt hại rất lớn chưa từng có, với số tiền được đưa ra và nhận hối lộ cũng lớn chưa từng thấy trong lịch sử cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam suốt hơn 70 năm. Bất chấp các đồn đoán trước đó, khi giới thiệu tin khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẵn sàng bỏ mất
không hàng trăm triệu tỷ do bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt để bằng mọi giá cứu bằng được Lê Minh Hưng. Nhưng rõ ràng theo kịch bản gói gọn, chăm dâu đổ đầu ngân hàng nhà nước về trách nhiệm đối với những sai phạm nghiêm trọng của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan không được ổn thỏa khi mà cấp cao nhất bị truy tố trong đại án này chỉ dừng lại ở cái tên bà Đỗ Thị Nhàn, Cục trưởng Cục Thanh tra Ngân hàng Nhà nước. Vì thế đó, ông Trọng phải chấp nhận gạt nước mắt để mà trảm Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương, kiêm Chánh văn phòng Trung ương Đảng, một đồ đệ trung thành để cứu bản thân ông Trọng và đồng bọn của ông ít nhất là khỏi búa rìu của dư luận trong thời điểm này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Bịt lỗ hổng dừng đại án Vạn Thịnh Phát, Tổng Trọng sẽ trảm hai lãnh đạo cấp cao là ai? Thẻ căn cước tít mồ rồi lại vòng quanh và đỉnh cao trí tuệ của lãnh đạo Việt Nam thế nào? Trước và sau luật căn cước được Quốc hội Việt Nam thông qua, đa số người dân không hài lòng với chính sách thay đổi liên tục mẫu giấy tờ cá nhân của Bộ Công an. Kể từ năm 2016, giấy chứng minh nhân dân đã được đổi thành thẻ căn cước công dân. Đến năm 2021, Bộ Công an lại cho đổi sang thẻ căn cước công dân có gắn chip và năm 2024 đổi là thẻ căn cước. Nếu tính từ năm 1957 ở miền Bắc và từ năm 1975 trên cả nước, công dân Việt Nam đã trải qua các loại giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân có 9 chữ số, chứng minh nhân dân có 12 chữ số, căn cước công dân mã vạch, thẻ căn cước công dân gắn chip và đến nay tạm dừng loại thẻ căn cước, một mẫu giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam. Đó là lý do khi thảo luận về dự luật căn cước đã có một số đại biểu Quốc hội nêu ý kiến rằng việc đổi giấy tờ tùy thân quá nhiều lần của Bộ Công an sẽ tạo dư luận không tốt trong nhân dân. Được biết, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thời điểm đó đã biện minh trước Quốc hội rằng việc đổi mẫu thẻ căn cước là việc phù hợp, không tác động đến chi ngân sách nhà nước, chi phí của xã hội cũng như tâm lý người dân. Nhưng phát biểu không đúng của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã bị ông Nguyễn Sĩ Dũng, cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phản bác trên tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 29 tháng 11 cho rằng khi luật pháp được ban hành mới hoặc được sửa đổi thì chi phí tuân thủ có nhiều khả năng sẽ phát sinh. Nếu nhìn lại hành trình vòng vèo của hệ thống giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam sau 78 năm cầm quyền của Đảng Cộng sản, người ta mới thấy rõ thế nào là đỉnh cao trí tuệ và họ vẫn tự sướng với nhau. Sơ đồ minh họa lòng vòng của mẫu giấy tùy thân ở Việt Nam sau mấy chục năm thì lại quay về ban đầu. Đây là một điều trớ trêu và dư luận đặt ra câu hỏi về trí tuệ của các lãnh đạo hàng đầu ở Việt Nam kém đến thế nào. Hiện nay, người dân Việt Nam muốn được cấp hoặc đổi thẻ căn cước công dân thì phải tới công an quận, huyện làm thủ tục. Thời gian làm thủ tục từ khoảng vài chục phút đến vài tiếng, tùy theo địa điểm, rồi phải mất khoảng 2 tháng mới được cấp thẻ, dù theo quy định là từ 7 đến 15 ngày mà thôi. Đó là chưa kể đến việc chuyển đổi mẫu giấy tờ tùy thân đã gây ra sự bất tiện rất nhiều cho người dân khi giấy chứng minh nhân dân được đổi thành thẻ căn cước công dân. Sau đó, thẻ căn cước và số của giấy chứng minh nhân dân không đồng nhất nhưng người dân gặp khó khăn khi giao dịch ngân hàng hoặc thực hiện các thủ tục dân sự khác. Dư luận thấy rằng dù giấy tờ tùy thân có tên gì, mẫu mã ra sao thì thủ tục cấp mới hay cấp lại giấy tờ tùy thân ở Việt Nam gặp vô cùng phiền toái. Tờ báo BBC News tiếng Việt đã tham khảo về việc làm thẻ công dân ở Thái Lan. Theo đó, thẻ công dân ở Thái Lan kể từ năm 1943 đến nay đã thay đổi 5 lần. Cụ thể, vào năm 2009, thẻ công dân Thái Lan đã thay đổi từ thẻ nhựa sang được gắn chip mã vạch, được gọi là Smart Card, tức là thẻ thông minh. Chịu trách nhiệm làm thẻ là Bộ Nội vụ, một cơ quan thuộc chính phủ Thái Lan. Đáng chú ý, người dân có thể hoàn toàn thay đổi thẻ công dân thuận tiện và dễ dàng khi đi đến các trụ sở, tức là các quầy, đổi thẻ nằm ở trạm tàu điện hoặc siêu thị. Các đồng nghiệp Thái Lan cho biết quy trình làm thẻ chỉ mất hơn 10 phút và họ không phải đổi thẻ gì từ năm 2009 cho đến nay. Nói về nguyên nhân tạo ra đường đi lòng vòng của thẻ căn cước Việt Nam, luật sư Ngô Anh Tuấn cho biết như sau. Mỗi lãnh đạo lên chức thì đều có sự thay đổi và muốn mang dấu ấn gì đấy trong nhiệm kỳ của mình. Thế nhưng thay vì dấu ấn tốt thì để lại tì vết, tôi nghĩ họ đi lòng vòng do nhận thức từ lãnh đạo và cả từ ban cố vấn. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đầy tai tiếng của Việt Nam với cú đớp thịt bò dát vàng tại London làm rung động truyền thông quốc tế và trong nước. Phó giáo sư tiến sĩ Mạc Văn Trang,
viết nhận xét trên trang cá nhân của mình rằng thẻ căn cước là sự kiện vừa bi vừa hài. Chuyện về cái tên gọi giấy tờ tùy thân này không phải là chuyện nhỏ vì nó phản ánh toàn bộ cung cách quản lý nhà nước. Từ ngày cách mạng đến nay mọi thứ vận động theo quy luật đèn cù, chạy tít mù nhưng sau đó lại quay về chỗ ban đầu. Vẫn theo ông Trang, chấp nhận việc này Quốc hội tỏ ra có tiến bộ. Ông Hóa Mình đề nghị Quốc hội nên mau quay lại thực hiện Hiến pháp 1946 của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cho hợp lý, hợp tình. Công luận cho rằng đây là một việc rất nhỏ, song đã bộc lộ một thứ tư duy thiển cận, thiếu tầm nhìn và không ổn định của bộ máy nhà nước ở Việt Nam hiện nay, cũng như một sự vô trách nhiệm, không chỉ gây thiệt hại cho ngân sách và sự phiền phức cho người dân cả nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Thẻ căn cước, tít mù rồi lại vòng quay lại và đỉnh cao trí tuệ lãnh đạo Việt Nam đến đâu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.